Xin chào các anh chị em. Đây là cái video thứ hai nói về chia sẻ về một vài cái hướng dẫn để đảm bảo cho các stake pool hoạt động an toàn hơn. Ở video lần trước thì Tiến cũng đã có cái cơ hội để chia sẻ với các anh chị em về kiến trúc của Cardano. Tiếp theo đó thì cũng có cơ hội để chia sẻ với mọi người cách sử dụng những tài khoản Nanroot để đăng nhập vào hệ thống và sử dụng NFT tăng cường cho NH Service một số cái tính năng thay vì dùng mật khẩu. Thì hôm nay ở cái video này thì mình sẽ đi vào ba cái tip, ba cái hướng dẫn, đó là thứ nhất là cập nhật bản vá của ứng dụng và hệ điều hành. Thứ hai là cấm hẳn một cái tài khoản root đăng nhập vào hệ thống. Ở cái bước thứ hai hôm trước ấy, cái phần tăng cường SSH service ấy, thì mình đã có một cái bước là cấm cái user root nó được phép SSH rồi, thì bây giờ ở bước 4 này mình sẽ cấm hẳn cái user root trong đăng nhập luôn, đoạn trong mọi đăng nhập luôn chứ không riêng gì SSH. Và bước thứ năm là xác thực hai yếu tố cho việc login, cụ thể đây là cho việc sử dụng SSH thay vì dùng mật khẩu không thôi, thì bây giờ nó phải dùng thêm cả cái một cái code nữa gọi là Google Authent nữa. Thì đó là cái nội dung của cái video này. Thì tất cả những cái hướng dẫn này đều có trên website của Cardano2vn. Mọi người có thể vào đây, vào phần vận hành pool, stake pool cost, sang phần handbook và quay sang phần tăng cường bảo mật cho Ubuntu server. Và chúng ta sẽ sang phần này, cập nhật bản vá cho hệ điều hành. Đấy là cái phần đầu tiên. Để cập nhật bản vá cho hệ điều hành thì mình sẽ bắt đầu từ server này. Đây là một cái server của chúng ta. Đây là một cái server relay mà mình đang dựng lên để làm lab. Thế thì bản vá hệ điều hành cũng như là một số ứng dụng ấy thì đều có thể được update bởi những câu lệnh của apt-get update và upgrade. Thì sau khi thực hiện ba bốn câu lệnh này thì nó sẽ tự động nó chạy. Hiện giờ thì cái máy của mình nó mới cài đặt xong, mới cài đặt nên là cái bản upgrade nó không có nhiều. Ngoài ra thì các bạn ngoài việc mà cài đặt nâng cấp bản vá của hệ điều hành, bản vá của ứng dụng thì chúng ta có thể là đặt trong cái chế độ tự động. Thông thường thì mình không chạy cái tự động này mà mình sẽ chạy manual cho định kỳ. Còn anh chị em nào muốn chạy tự động có thể dùng ở đây. Thì đó là cái việc cập nhật bản vá của hệ điều hành. Thì cái việc cập nhật bản vá này nó có ý nghĩa chỗ nào? Bất cứ khi nào một cái lỗ hổng của hệ điều hành hay lỗ hổng của một cái ứng dụng ấy đã được patch rồi, được chỉnh sửa rồi ấy, thì chúng ta chạy nâng cấp này, nó sẽ nâng cấp cho cái lỗ hổng đó, nó sẽ vá lại cái lỗ hổng đó. Ok. Ngoài tiếp theo cái việc nâng cấp bản vá hệ điều hành và ứng dụng thì chúng ta có thể vô hiệu hóa cái tài khoản root này. Thì cái lệnh vô hiệu hóa nó rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ là sudo password trừ l user root, có nghĩa là khóa cái mật khẩu user root đấy, l cũng là log. Log ở đây thì nó sẽ đổi cái chính xác về password của user root thôi, thì mình lúc đấy mình sẽ không có dụng user root nào có thể là vào được nữa cả, user root mình không thể đăng nhập vào được nữa. Hiện giờ thì trên xác thực hai yếu tố đấy là một cái việc mà gọi là vô hiệu hóa tài khoản root. Thì sau khi mà chúng ta bằng một cách nào đấy chúng ta muốn sử dụng trở lại thì chúng ta dùng cái option chữ U là unlock password WD chữ U unlock cho user root, thì nó sẽ unlock lại cái user này, nó sẽ unlock, mình đang muốn lock nó lại. Rồi. Thì đó là cái việc cái tính năng thứ hai. Tính năng thứ ba rất là quan trọng là chúng ta dùng xác thực hai yếu tố cho cái dịch vụ SSH. Thì để xác thực hai yếu tố thì việc đầu tiên chúng ta cần cài là cài cái gói này, gói Google Authent. Cái này chắc cái máy này đã cài rồi. Nếu như cái máy bạn chưa cài thì nó sẽ chạy lại cái này. Sau đó thì mình phải sửa lại cái dòng này, cái dòng PAM này. Mình tìm đến dòng mình có thể chạy xuống cuối cùng đây, mình thêm vào cái dòng này
Authentication require palm permit chấm sâu để nó gọi cái Google Authent. Thì đấy là cái bên phía Google Authent, còn phía bên SSH mình cũng phải chỉnh sửa. Bên SSH thì mình sẽ sửa lại cái gì? Đây, file này. Đây là file cấu hình của SSH service. Nó nằm trong thư mục etc SSH và file là shd ở dưới config. Cái này của mình đang là user, tại sao có này? Bởi vì mình là user thường. No. Mình exit ra. No. Mình là user thường, mình đã dùng sudo rồi thì nó sẽ có quyền root. Thì các bạn ở đây mình có thể chọn get nhỉ. Chọn get thì một số cái option mọi người nhìn rất là quen, ví dụ như là port 6226, cái này hôm trước mọi người đã nói rồi, đã xem rồi. Là chuyển cái port hoạt động của nó lên là bao nhiêu. Password authentication có cho chạy password authentication hay không? Hiện giờ mình đang dùng là có cho dùng mật khẩu. Em chọn yes. Mình sẽ sửa lại từ upam bằng yes và challenge response authentication bằng get. Với trình duyệt này, với cái editor này, nano này thì mọi người có thể tìm kiếm bằng cái gọi là control V kép. Mình search đến từ đây challenge đây, mình nhìn thấy trên màn hình rồi. Challenge response. Đó, mình đang để là yes. Mình upam mình cũng đang để là yes. Ok, đăng đến đây là mình xong. Đoạn này. Vào mình đổi gen và mình phải đổi lại một cái nữa là cái này, cái trong cuối file mình cho nó hỏi cái keyboard interactive là palm password đó, cho nó x. Thì bây giờ mình sẽ restart lại cái service này, sau khi đổi cấu hình rồi thì các bạn phải restart lại service. Và sau khi chạy service rồi thì các bạn phải chạy Google Authenticator cho chính cái user này nhé. Yes. Chỗ này mình chọn yes. Cái này rất quan trọng. Bởi vì mình làm lab nên là mình sẽ để lộ cái này cho các bạn nhìn thấy. Đây là cái lab. Nhưng mà với những hệ thống chạy quan trọng thì các bạn không được phép hiển thị cái key này. Cũng như là cái emergency crash code này. Rất là quan trọng. Thì với hệ thống thực thì các bạn phải che cái này lại. Mình sẽ lưu lại đây. Sau khi chạy xong này rồi thì các bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi. Bạn có muốn update không? Có. Có cấm cái việc mà cho phép dùng nhiều lần hay không? Đấy, thì cái này mình không. Mình chọn không. Cái này mình đã chọn có. Có. Ok. Như vậy là xong phần này. Thế thì lúc này các bạn phải dùng một cái gọi là Google Authent. Trên điện thoại di động này chính là cái ứng dụng này. Đây. Trên trên điện thoại di động mình sẽ dùng cái ứng dụng này, mình cài vào cái mobile của mình để làm gì, để nó ra một cái code khi mình đăng nhập. Code khi mình đăng nhập về mình sẽ add trên điện thoại mình trước. Cái code này nó sẽ bám vào cái code này. Khi mà mở cái ứng dụng ra thì sẽ hỏi cái code này. Sau khi các bạn add được cái code này rồi ấy, thì trên cái di động của bạn nó sẽ hiển thị ra một cái code riêng cho các bạn ở đây. Thì bây giờ các bạn login lại thử này. New session. Mình sẽ gọi là cái user này. Load vào đây. Chỗ này mình không để root nữa mà mình để là gì? Cardano.
Đây nó sẽ hỏi kỹ mật khẩu của user. Và thêm một phần nó sẽ hỏi passcode của chúng ta. Thì cái passcode này chính các bạn phải mở lại cái ứng dụng Google Authenticator, lấy cái code này ra. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái code của mình vào. Đó, thì sau khi mà cái code của bạn đúng, mật khẩu bạn đúng thì nó cho phép chúng ta login vào hệ thống. Thì đó là cái chúng ta làm cái gọi là xác thực hai yếu tố 2FA cho SS Service. Thì đây cũng là cái thứ 5 trong năm cái hướng dẫn ngắn cho việc tăng cường bảo mật cho Ubuntu Server. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúng tôi sẽ có một cái video nữa nói về ứng dụng ba cái tip còn lại rất là thú vị và rất là quan trọng cho các server của Ubuntu hay là cái SPO. Thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp tục ủng hộ chúng tôi ở ba video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.